Trộm thần cải trang thành FBI, canh giữ trước trên con đường nhất định phải đi qua của xe vận chuyển tiền. Đợi đồng bọn tạo tình huống tai nạn, làm cho con đường bị kẹt xe một cách triệt để, anh ấy liền truyền lệnh giả, để cho xe vận chuyển đường đổi đường mà đi, phía trước có tai nạn xe, anh đi đường dưới đi. Công ty chúng tôi quy định chúng tôi phải đi con đường này. Trộm thần nghe xong, ngay lập tức kêu họ liên lạc với cấp trên. Đồng bọn nhân lúc đó mở máy quấy nhiễu tín hiệu, chặn đi tín hiệu của xe vận chuyển tiền. Người cảnh vệ cầm bộ đàm gọi khàn cả cổ cũng không thấy tổng bộ trả lời. Lúc này FBI thật sự được phái đến hiện trường vụ án, một đồng bọn khác liền đeo lên các ngón tay hổ, sau đó lấy khăn quấn thêm vài vòng. Ngay khoảnh khắc FBI xẹt ngang qua xe, cô ấy liền đẩy mạnh cửa xe ra, đụng FBI té xuống đất. Sau đó lại xuống xe giả vờ muốn dìu FBI đứng dậy, cô ấy nhắm thẳng vào gáy của FBI, đấm một đấm cực mạnh xuống, trực tiếp đem FBI đấm xỉu. Sau đó đồng bọn lại cải trang thay thế thân phận của FBI, đến ngay phía trước xe vận chuyển tiền, ra lệnh cảnh vệ nhanh chóng lái xe đi. Cảnh vệ đợi một hồi lâu cũng không thấy tổng bộ trả lời, chỉ đành làm theo chỉ thị của trộm thần, lái xe vận chuyển tiền đi. Sau đó đồng bọn lại lấy tấm biển cấm xe để ngay đầu đường, cấm hề tất cả xe không phận sự. Xe vận chuyển tiền cứ thế mà lái vào điểm mai phục của trộm thần. Một nhóm đồng bọn khác lái xe ben cứ thế theo hướng ngược lại của xe vận chuyển tiền mà xông thẳng đến. Cảnh vệ bị hù cho hồn vía cũng bay mất, nhanh chóng quay đầu xe 180 độ, ngừng ở giữa đường. Nhưng tiếp đến họ đã bị bao vây bởi các xe bánh mì, xe vận chuyển tiền cứ thể bị kẹt ngay giữa, không cách nào có thể mở cửa được. Trộm thần đeo một mặt nạ phòng chống khí độc, trên tay cầm theo một cây khoan điện, hướng về phía xe vận chuyển mà khoan một lỗ. Cảnh vệ lúc này mới ý thức được rằng đây chính là cướp tiền, vì vậy anh ấy liền gấp gáp gọi về tổng bộ tìm cứu viện. Nhưng tín hiệu sớm đã bị trộm thần bọn họ chặn hết rồi, tín hiệu cầu cứu căn bản không có cách nào gửi đi. Nhìn thấy xe vận chuyển tiền đã bị khoan triệt để, trộm thần liền lấy ra một bình khí độc, hướng vào cái lỗ đã khoan cứ thế mà phun thẳng vào. Khí độc trong phút chốc đã bơm đầy hết thùng xe, trực tiếp độc chết cảnh vệ. Lúc này trung tâm chỉ huy FBI nhận được mệnh lệnh, lập tức lên đường chi viện cho chỗ có tai nạn xe. Trộm thần sớm đã đoán trước được điều này, cố ý kêu đồng bọn lái một chiếc xe chưa đầy các can sắt, mai phục sẵn ở giữa đường. Khi FBI lái chiếc xe cảnh sát trên đường đi cứu viện, đồng bọn đã lấy dao chặt đứt sợi dây buộc các can sắt. Cứ thế các can sắt như vậy mà rơi xuống đất, trực tiếp cản trở được các FBI ở 10 km bên ngoài. Ngay lúc này, trộm thần tay cầm súng lửa, muốn cắt cánh cửa trên thùng tiền. Sau một đống đốm lửa do súng lửa tạo nên, cửa sắt đã có thể thành công mở ra. Số tiền ở bên trong vừa đầy vừa được sắp xếp gọn gàng. Trộm thần cứ thế một bao tiền mà nhanh chóng chuyển đến máy bay trực thăng. Xong xuôi hết máy bay bay đến vị trí điểm hẹn, đem toàn bộ tiền ném xuống biển. Và người lập ra kế hoạch cướp tiền lần này là chính là vị phú bà không có gì ngoài tiền này đây Dương Ninh. Tiếp đó Dương Ninh đã lái cano đến điểm hẹn, vớt lên số tiền 30 triệu. Cô ấy còn vì muốn theo đuổi sự kích thích mạnh mẽ hơn, đã vạch ra kế hoạch cho một hành động cướp tiền khác. Bọn cướp cố tình đuổi theo đuôi xe phía trước tạo thành tai nạn, làm cho đường bị tắc, trực tiếp làm cho xe vận chuyển tiền bị kẹt ở giữa đường. Đồng bọn nhân cơ hội này mà tiếp cận xe vận chuyển tiền, lấy bằng keo dán 360 độ, không một góc chết mà phong tỏa cửa xe. Tiếp đó lại lấy móc câu móc phía dưới xe vận chuyển tiền. Nhân lúc cảnh vệ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cứ thế kéo xe vận chuyển xe tiền đi mất. Tiếp đó trộm thần cầm máy khoan điện, khoan lùng xe vận chuyển tiền, lấy ra một bình khí độc, phong ra một luồng khí. Đợi khi cảnh vệ đã không còn hơi thở nào nữa, bọn họ dùng con dao nhỏ cắt hết băng keo đi, mở cửa xe vận chuyển tiền, tay cầm lấy súng lửa, cắt thùng tiền ra. Họ đem 30 tia di chuyển đến máy bay trực thăng, xong xuôi máy bay bay đến vị trí đã hẹn trước, bay đến nơi giao tiền đã hẹn trước, nhưng không ngờ FBI đã sớm mai phục ở bên biển, chuẩn bị thi hành bắt tại trận. FBI đội trưởng đã điều tra rõ, người đặt ra kế hoạch cho hành động cướp tiền nghiêm trọng này chính là vị phú bà không gì ngoài tiền Dương Ninh. Sau khi biết được điểm giao tiền mà Dương Ninh đã định sẵn, FBI lập tức đem người bao vây phục kích. Nhưng Dương Ninh lúc này lại chủ động gọi điện thoại tố cáo cho thanh tra cao cấp, gài bẫy đội trưởng. Xa điền lại có một vụ cướp tiền, nếu mấy ông muốn bắt người thì đi theo máy bay trực thăng kia. Các đơn vị chú ý, bất kỳ một người nào phát hiện máy bay trực thăng, lập tức báo cáo cho chúng tôi. Ngay lúc FBI lái xe cảnh sát đi theo máy bay trực thăng, lại chính mắt nhìn thấy máy bay trực thăng không chỉ ngừng ngay phía sau sân nhà của đội trưởng, mà còn quăng thứ gì xuống rồi nhanh chóng bay đi. Đội trưởng bỗng nghịch mắt ra, mọi người nhìn tôi làm gì vậy, còn không mau đuổi theo máy bay đi. Nhưng mà ngay lúc này, người của thanh tra cao cấp ngay lập tức đến hiện trường, lập tức ra lệnh lục soát biệt thự của đội trưởng. Căn cứ tình báo, bọn cướp chính là ở trong này bàn giao vật chứng, lục soát cho ta. Đội trưởng liền biến sắc, DCM, không thể nào. Nhưng người của thanh tra cao cấp căn bản không quan tâm đến anh ấy, lập tức đem người xông vào bên trong lục soát. Đội trưởng ngay lúc này bỗng thấy sởn gai ốc, bởi vì biệt thự của anh ấy căn bản không chịu được bị lục soát. Quả nhiên ngay lúc người của thanh tra cao cấp nhấc bổng bình bông lên đập vỡ hồ cả trong phòng khách, theo dòng nước trong hồ chảy ra, phía dưới lớp cát giấu chính là 30 tia hiện kim đã bị cướp. Thì ra thanh tra cấp mấy ngày trước vô tình phát hiện, đội trưởng người luôn ghét nuôi cá lại ở nhà mình tự nuôi vài con cá rồng mắc tiền. Nhưng mà nuôi cá rồng thì căn bản không cần phủ cát ở đáy hồ. Rất nhiều điểm nghi vấn làm cho thanh tra cảm thấy trong hồ cá nhất định có gì đó. Quả nhiên, sau nhiều lần thanh tra lén điều tra phát hiện ra phú bà Dương Ninh sau khi cướp 30 tia xong đã đem một cắc cũng không thiếu mà trả về lại. Ai ngờ đội trưởng thấy tiền liền có ý tự nuốt xuống số tiền lớn 30 tia. Sau đó đổ thừa Dương Ninh căn bản chưa có đem hoàn trả 30 tia. Sau khi Dương Ninh biết được sự việc này, rất bình thản mà nói với thanh tra cao cấp, nếu như anh ấy muốn bắt tôi,
Được, tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội, tôi sẽ làm một lần nữa. Sau đó Dương Ninh đã lên kế hoạch một lần nữa, trộm tiền lần thứ hai. Thật ra lần này cô ấy đã giả vờ cướp tiền, mục đích chính là dụ thanh tra cao cấp đến nhà của đội trưởng, có lý do để lục soát số tiền 30 tia ông ấy đã nuốt mất. Đội trưởng lúc này thấy số tiền rơi trong hồ cá đã bị phát hiện, rất hối hận bản thân trước khi nuôi cá đã không tìm hiểu kỹ, bị bắt được điểm khả nghi. He he he.